Kata per Egyptian. Kata per Egyptian. Đó là quân của đội tuyển trong trận thi đấu thứ 3 ở trận đấu thứ 2. Trận này nó vặt liền. Chip boy cầm min, U97 cầm Ya, lúc 1 cầm Greg. Nhắc cân thôi. Bên phía đối bạn nhỉnh hơn chút. Bên kia có chém tuyển Per thì bên này cũng chém tuyển Ya. Có cho Son thì bên này cũng có Greg. À có Kata thì bên này cũng Greg. Còn có Seng thì bên này cũng có AC. Yes. Không. Tắt rồi mà. À, biết câu voi đấy. Mình cứ nghĩ là trên đời là chỉ có một mình câu voi, hóa ra vẫn còn người khác.
đen. Trời, sinh đan sao còn sinh sẻ. Rồi, kín rồi. 26 dân kích ở 10-49 với 26 dân của AC. Ép đời là rất khét. Nhà có thể khung. Chip boy dâng chưa? Không, chip boy đánh cung. Như vậy là IA phải chém chéo. Đúng rồi, IA ngũ 97. Màu 7 đầu cánh đánh cung. Ekip màu 7 của tiểu màn thầu đánh cung. Và đang bị chọc giò bởi IA. Vâng, ít ra đội bạn cũng có một cung ngoài cánh rồi. Lực khá khỏe dành cho U97. Lên bánh xe luôn. Đây rồi, khoanh ruộng. Chuẩn bị 2BL lên, cả T của chim sẻ cũng lang thang ở đây rồi. Chém chưa di chuyển em. Vâng, trong cánh là cả màu 8 luôn. Hai cung cánh này. Hai bo bài gỗ, bo hết vàng gỗ lại em. Nông dân ở ngoài thì có bánh xe rồi, không sợ. Rồi, màu 6 vào đúng thời điểm có bánh xe. Yên tâm. Bảy thêm em ở trong nữa. Có ít, hơi ít gỗ. Và phải e rất hay. Đây rồi, đây là sen của Hoàng Minh Nhịp. Chưa chém được gì đâu. Xem Hoàng Minh Nhi đã có 2 tân cung rồi. Rồi, đã phang được một bãi gỗ của màu. Vâng, cánh này hai cung như vậy, chip boy cũng sẽ phải đẩy quân luôn. Và màu 6 đang chăn dân ăn hoang của U97 rất gắt. Giữ dân tốt vào. Chip boy phải có cả quân ở nhà nhá. Đừng chạy vào nhà chip boy đấy. Chạy đổi hướng đi. Chạy giữa bản đồ ấy. Chạy quân chắn. Vâng, thằng này đang bị đè. Thằng này chia sẻ chỉ là 44-92 thôi. Vì đơn giản trận kéo này IA của vâng. Trận này IA Mato của U97 thì được. Quân đi. Mì Oan ở nhà đi sai, tỷ số sẽ là 2-1 dành cho tuyển Hà Nội. Vào được. Ây da, chém yếu quá.
Cái gì đó. Tám sang đó. Ừ. Mặc dù. Thế nào đánh ra rồi mua, thế nào đánh ra thì đi mua. Thế hỏi đánh thế nào thì làm.